Xin chào cả nhà, xin chào quý anh chị đầu tư đã quay lại kênh của Thế nhé. Thế xin chúc cả nhà một ngày mới an lành, vui vẻ và hạnh phúc. Và đặc biệt là chúc quý anh chị đầu tư ngày càng thành công hơn trong cuộc sống và cũng như trong lĩnh vực đầu tư bất động sản. Bây giờ thì sẽ review cho đến quý anh chị một cái lô đất tại vị trí này. Cái lô đất này view rất là đẹp nha cả nhà. View lưng là từ núi, mặt là hướng ra sông. Sông này gọi là sông Tắc nha cả nhà. Vị trí này chính xác gọi là khu tái định cư của xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nha cả nhà. Cái lô đất này với tổng diện tích là 80m2 full thổ cư, ngang là 4m, ngang 4m và dài là 20m, dài ra mình sau kia gần chỗ núi. Vị trí rất là đẹp nha cả nhà. Và đặc biệt ở đây là con đường thông thoáng, đường này cũng thông thoáng đi qua bên khu đất lành, và đường đi kia đi qua bên cầu thì cũng có thông đi các hướng đi ra đường đại lộ Võ Nguyên Giáp. Đây đi ra đại lộ Võ Nguyên Giáp đi đường vòng, hiện trạng là chưa có đường đi thẳng ra, thì đi tầm cỡ cách ra đó tầm 500m thôi. Và đặc biệt là trong bán kính 1km thì có rất là nhiều tiện ích, như là bệnh viện thành phố đang xây cái phía hướng kia của khu Mỹ Gia. Và có ngoài ra thì còn có Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thái, trường học các cấp, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Và đặc biệt là hướng bên kia thì có chợ Vĩnh Thái. Rất là tiện ích nha cả nhà. Xung quanh đây thì dân cư hiện hữu, dân cư đã sinh sống rất là đông, dân cư xung quanh nha cả nhà. Bên kia dân cư rất là đông. Đi đây đi lên tí xíu nữa thì dân cư còn đông hơn nữa. Rất là đông. Hướng đây thì đi qua bên cầu kia, đi ra đại lộ vào Nguyễn Giáp nha cả nhà. View sông rất là mát. Đường bê tông của đây hiện trạng là đường bê tông hiện trạng 6,5m hả, thông thoáng các hướng. Đây thông đi thẳng đi, có đường đi qua bên khu đất lành luôn. Rất đẹp nha cả nhà. Tổng thể lô đất nha cả nhà ơi. Và ra bên kia, mà giá hiện tại chủ đưa ra là chỉ 37 triệu một mét vuông thôi. Giá rất là đầu tư nha cả nhà. Và đặc biệt là còn có thương lượng thêm, nếu mà quý anh chị có nhu cầu mua hoặc là thiện chí mua thì chủ sẽ thương lượng bớt thêm. Vâng, thí xin nhắc lại là tổng diện tích là 80m2, ngang 4m, dài 20m, đất vuông thổ cư. Đất vuông vắng, rất là đẹp nha cả nhà. View thì tuyệt vời, như thí nói lúc nãy là view lưng tựa núi và mặt là hướng ra sông Thủy Tú. Sông này rất là đẹp. Trong tương lai thì tiềm năng sinh lời chắc chắn là rất là cao, tại vì sắp tới là Vĩnh Thái sẽ lên phường vì đã có văn bản xin lên rồi. Nên mà quý anh chị mà xem qua video này thấy phù hợp để quý anh chị mua đầu tư hoặc là xây nhà để ở thì hãy nhanh tay inbox hoặc gọi điện cho Thí với số điện thoại là 0356004325 nhé. Vâng, Thí xin cảm ơn cả nhà đã dành tới thời gian xem qua video của Thí. Nếu cả nhà thấy video này hay và thú vị thì hãy nhấn nút like và đăng ký kênh ủng hộ Thí nhé. Thí xin cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Bye bye.